Ngày 9 tháng 12, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho hay vẫn đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ phóng hỏa đốt phòng trọ làm một người chết, một người nguy kịch. Nạn nhân là một đôi nam nữ trẻ, người phóng hỏa tình nghi là bạn trai cũ của cô gái. Theo các nhân chứng, khoảng 3 giờ 30 phút sáng 8 tháng 12, họ nghe một tiếng nổ lớn trên tầng 1 của căn nhà một trệt 3 lầu trên đường DHT02 thuộc phường Đông Hương Thuận, quận 12. Ngay sau đó, căn phòng mặt tiền trên tầng 1 cũng phát hỏa. Lúc này, người dân trèo ban công nhà kế bên để tiếp cận hiện trường thì thấy anh Xuân, 30 tuổi, đang nằm ngoài ban công kêu cứu, toàn thân bị bỏng nặng. Bên trong, chị Dương Thanh Hiền, 22 tuổi, quê Bình Phước, đang nằm trên nệm, lửa cháy lớn. Ít phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 có mặt kiểm tra hiện trường, nhưng chị Hiền đã chết. Còn anh Xuân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết anh Xuân bị bỏng hơn 90%, tiên lượng nặng. Nghi phạm tên T đã bị bắt giữ trong sáng cùng ngày. Người này là người yêu cũ của nạn nhân Hiền. Bạn bè của hai nạn nhân cho hay cả hai cùng làm chung công ty và mới yêu nhau được gần một tháng.